và các bạn, tôi là Hồng Quyên từ Việt Nam. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Người Việt Nam Châu. Chương trình ngày hôm nay, ngày 2 tháng 9 năm 2013, sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Người Việt tại Berlin dự tọa đàm chứng tích lịch sử về Hoàng Sa và Trường Sa. Hàng năm có hàng chục người Việt Nam nhận được quốc tịch Séc. Trò chuyện với Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Pháp. Vừa qua, nhiều người Việt sinh sống tại Berlin cùng đại diện các hội đoàn tại Cộng hòa Liên bang Đức và tại Cộng hòa Séc đã có mặt tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân Berlin để tham dự tọa đàm chứng tích lịch sử về Hoàng Sa và Trường Sa cùng tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã đến từ Việt Nam. Sau khi nghe tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã phát biểu về chặng đường 40 năm nghiên cứu về lịch sử Việt Nam, ai cũng đều cảm phục. Nhà sử học còn tặng một số quà cho ban tổ chức, trong đó có một đĩa CD tư liệu giới thiệu về chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa, Trường Sa. Đáp ứng nguyện vọng của tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã, muốn cho cả thế giới biết và hiểu về lãnh thổ, chủ quyền của nước Việt Nam, đặc biệt là chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa, Trường Sa, mọi người tới dự đã ủng hộ, đóng góp xây dựng vào Quỹ Dịch thuật Hán Nguyên. Thưa quý vị, theo thống kê của Cục Thống kê Quốc gia và Bộ Nội vụ Séc, hàng năm có vài chục người Việt Nam nhận được quốc tịch Séc. Từ năm 2001, trong vòng 10 năm, có 568 người nhận được hộ chiếu Cộng hòa Séc. Những người tới từ Việt Nam hình thành nhóm người nước ngoài lớn thứ ba ở Séc. Cuối tháng 6 có 57.200 người có cư trú hợp pháp ở Séc, trong đó có 41.500 người có cư trú lâu dài. Theo xác định của các nhà xã hội học, gần 2/3 số người Việt Nam trên 15 tuổi sống ở Séc hơn 6 năm. Từ tháng 7 năm nay, người Việt Nam được công nhận là dân tộc thiểu số chính thức ở Séc. Theo những người Việt Nam, bước đi này sẽ đóng góp vào việc hội nhập và làm tốt hơn vị thế và cuộc sống của người gốc Việt tại Séc. Thưa quý vị, chàng sinh viên Hà Nội Jackson Việt Tiến đã để lại ấn tượng khá sâu sắc với khán giả tại cuộc thi The X Factor UK qua ca khúc I Have Nothing. Không chỉ hát hay, cậu còn là một sinh viên khá năng động tại Anh. Hiện tại, Jackson Việt Tiến là một du học sinh tại thành phố Birmingham. Tại đây, Jackson Việt Tiến tham gia nhiều cuộc thi ca hát ở thành phố Birmingham của Anh và gây ấn tượng với phong cách trình diễn tự nhiên, hài hước. Với trình độ tiếng Anh lưu loát và cách nói chuyện tự nhiên gần đây nhất, Jackson được chọn làm nhân viên tư vấn cá nhân và tổ chức hoạt động sự kiện cho trại hè Sadie Watch Camp. Đây là một trại hè cho trẻ em và một số người lớn tuổi khuyết tật. Việt kiều Hungary Phan Bích Thiện là tiến sĩ kinh tế, nhưng trong cô cũng có những cung bậc tình cảm dạt dào của một tâm hồn yêu thơ ca nghệ thuật. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với người phụ nữ này trong tiểu mục Điểm nhấn cộng đồng ngày hôm nay. Với Phan Bích Thiện, những buổi chiều rảnh rỗi đi dạo qua triển lãm tranh của một người bạn Việt Nam như thế này chính là để tìm kiếm cảm xúc và sự đồng cảm giữa những tâm hồn yêu nghệ thuật. Cũng như thơ, chị đến với nó một cách rất tự nhiên, không văn hoa, mỹ miều mà chỉ là ghi lại những cảm xúc chợt đến với mình. Hồi đó thì tôi còn học sinh viên ở Nga, thì là có một đoàn của các anh ở hội nhà văn có sang cái học viện viết văn Gorky. Thì anh Duật hôm đó cũng có khuyến khích tôi, cũng bảo là thì em yêu thơ thì em có viết không? Thì tôi bảo là em chắc là không bao giờ, em làm sao làm được thơ. Anh bảo là em cứ viết đi, viết những cái gì mà em nghĩ, viết những cái lúc nào mà tự nhiên cảm xúc mà em tới thì em cứ viết đi. Thì tôi từ đó thì tôi cũng bắt đầu viết thì khi mà mình đầu tiên là viết cho mình thôi, nhưng mà đến cũng thỉnh thoảng đưa cho bạn bè xem thì cũng rất là vui là nhận được sự đồng cảm. Mọi người bảo là thơ nó cũng có cái hồn ở trong đấy. Với sự động viên của nhà thơ Phạm Tiến Duật, chị đã quyết tâm theo đuổi đam mê với nghệ thuật của mình. Giờ đây, tiến sĩ kinh tế Phan Bích Thiện được biết đến là một trong 50 nữ doanh nhân thành đạt nhất Hungary. Nhưng niềm đam mê với thơ ca của chị dường như chưa bao giờ tắt. Tôi hiện giờ thì đã xuất bản, nghĩa là 3 tập thơ, nghĩa là tập đầu tiên là tập Tình yêu không đáy. Trong tập Tình yêu không đáy thì tôi tụ tập những cái bài thơ mà tôi viết từ thời sinh viên cho đến khi cái giai đoạn mà tôi đã ra thương trường. Thì trong cái tập thơ này, được ra đời cũng là được sự khuyến khích của anh Duật. Khi mà tôi trở về thăm anh Duật sau mười mấy năm, nghĩa là khi mà sau cái lần gặp ở Moscow.
và tình yêu thơ cứ thế theo chị đi suốt cuộc hành trình bôn ba nơi quê người, làm bạn tri âm với chị mỗi khi trong lòng trào dâng những cung bậc tình cảm đặc biệt. Chúng ta vừa được gặp gỡ nữ Việt kiều Hungary Phan Bích Thiện. Trong phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị cùng gặp gỡ với anh Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Pháp. Trong tiểu mục Gương mặt cộng đồng ngày hôm nay, phóng viên kênh VTC10 Nét Việt đã có buổi trò chuyện với anh Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Pháp về những hoạt động của hội. Thưa quý vị và các bạn, Hội Doanh nhân Việt Nam ở Pháp tuy mới thành lập nhưng đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo cộng đồng người Việt tại Pháp cũng như nước sở tại. Ngày hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 3 năm thành lập hội, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Hải Nam là chủ tịch của hội và cùng lắng nghe anh chia sẻ về hoạt động của hội trong suốt 3 năm qua. Chào anh, xin được cảm ơn anh đã nhận lời mời tham dự chương trình ngày hôm nay ạ. Cảm ơn. Thưa anh, sau 3 năm thành lập thì anh nhận thấy cái kết quả đáng ghi nhận nhất của hội là gì ạ? Trong vòng 3 năm là chúng tôi gần 100 người đối với chúng tôi là cái niềm khuyến khích lớn lao và cái khi vẫn mà một lần nữa khi mà hội chúng tôi được vài gọi như đại diện nhà nước và Pháp và Việt Nam mà biết chúng tôi đúng là một cái đoạn đường nó cũng khá tốt và nó, mặc dù đoạn đường nó còn dài đối với tôi là cái điểm tốt nhất và điểm thứ hai nữa. Anh em tôi không biết nhau với ngày hôm nay là vậy hoạt động mỗi người một lĩnh vực nhưng mà cùng một hướng để gọi là vừa kinh doanh vừa hướng về Việt Nam đó chúng tôi là rất là vui. Vậy những hoạt động mục tiêu mà hội hướng đến là gì? Cái mục tiêu của chúng tôi là cầu nối thì chúng tôi cho những thông tin rất cơ bản và thiết thực cho những người quan tâm đến Việt Nam, cái mà chúng tôi thường gọi là đáp ứng là cái giải thích cái khác biệt văn hóa kinh doanh giữa nước tư bản như Pháp với lại Việt Nam. Sự ra đời của Hội Doanh nhân Việt Nam tại Pháp đã nhận được sự hưởng ứng như thế nào giữa các doanh nhân Việt Nam tại Pháp cũng như là chính quyền sở tại? Các phòng thương mại, các tập hội đoàn chủ doanh nghiệp Pháp tại Pháp, một số hội doanh nghiệp ở Pháp bắt đầu với chúng tôi khá nhiều. Trong khung cảnh 40 năm thành lập quan hệ ngoại giao Pháp Việt thì hội chúng tôi được cái gọi là ngay cả chính quyền Pháp đến với hội chúng tôi, đó là một chúng tôi rất hãnh diện. Chúng tôi lên kênh truyền hình TV5 của Pháp, hội đoàn chúng tôi được thuộc thống Pháp cùng với một hai hội đoàn châu Á đến Điện Élysée trong nhân dịp gọi là Tết. Cơ hội đã làm cho hội chúng tôi được mọi người biết càng ngày càng biết nhiều hơn. Cảm ơn những chia sẻ hết sức thú vị của anh trong ngày hôm nay và xin chúc cho Hội Doanh nhân Việt Nam tại Pháp sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động thú vị và ý nghĩa hơn nữa. Sau kỳ thi vất vả, nhóm nữ sinh Việt tại Paris tranh thủ những ngày hè nắng đẹp để thỏa mãn niềm đam mê chụp ảnh của mình, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong tháng ngày du học trên đất nước hình lục lăng xinh đẹp. Những hình ảnh đẹp về nữ sinh Việt xinh đẹp tại thủ đô Paris của Pháp cũng sẽ thay cho lời chào kết của chương trình Người Việt Nam Châu ngày hôm nay. Hồng Quyên xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau. Hài hước. Hấp dẫn. Lộn lèo rồi. Chui ở không?